Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những tin tức có liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cũng như là những tin tức khác có liên quan. Tâm cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để nghe các tin tức này. Và cả nhà thì hãy nhớ bấm đăng ký và bấm vào chuông báo để nhận thông báo thông tin mới nhất khi Tâm có video mới nha. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu tin tức của ngày hôm nay. Đầu tiên đó là thông cáo báo chí về 52 ca nhiễm. Và Tâm Tâm cũng chia sẻ các địa điểm nguy cơ COVID-19 từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều gồm hẻm 48 Nguyễn Trãi, khu vực 10, phường Tân An, hẻm 70 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, số 4-20, số 4-63 đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực 7, phường Cái Khế. Hai, các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt gồm khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Văn bản này đề nghị những ai có liên quan đến các địa điểm nêu trên trong khoảng thời gian nói trên thì khẩn trương đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để kịp thời khai báo hoặc là có các biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời nhất. Bây giờ thì mình cùng chuyển qua những tin tức khác có liên quan đến Cần Thơ nha. Quận trung tâm của Cần Thơ lập 4 chốt kiểm tra để phòng dịch COVID-19. 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập 4 điểm kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận cụ thể. Điểm kiểm soát số 1 đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh. Điểm kiểm soát số 2 đặt tại ngã tư Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ. Điểm kiểm soát số 3 đặt tại khách sạn Cửu Long. Điểm kiểm soát số 4 đặt tại 225-1A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi. Các chốt kiểm soát này hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi vào, lưu thông trên địa bàn quận Ninh Kiều nhằm ngăn chặn phát tán, lây lan dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, tuyên truyền và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Từ ngày 24 tháng 9, thành phố Cần Thơ bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, có 74 xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15. 9 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đến ngày 1 tháng 10. Chuyển qua tin tức tiếp theo đó là ở Cần Thơ, người mua ve chai, hàng rong, v.v. hoạt động trở lại. Hàng quán tại thành phố Cần Thơ đã mở cửa nhiều hơn. Người lao động tự do như mua ve chai, bán hàng rong cũng đi làm trở lại. Theo công văn số 4111 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, từ 0 giờ ngày 24 tháng 9, Cần Thơ thực hiện theo chỉ thị 15 trên toàn địa bàn trừ 9 phường ở Ninh Kiều và Cái Răng. Sáng 25 tháng 9, trên địa bàn quận Bình Thủy đã mở cửa hàng quán nhiều hơn, người dân cũng đi lại nhiều hơn, một số quán cà phê mở cửa có lác đác người ngồi. Các quán bán đồ ăn, thực phẩm, tạp hóa vẫn thực hiện dăn dây giữ khoảng cách giữa người với người bán và người mua. Tiệm sửa xe mở cửa nhiều hơn với khá nhiều khách hàng tới làm dịch vụ. Trong đó, đáng chú ý là người mua ve chai, người bán hàng rong đã bắt đầu ra đường và mưu sinh trở lại. Tuy nhiên, hầu như các chốt kiểm soát vẫn giữ nguyên, có chốt vẫn cử lực lượng chức năng trực, có chốt nằm án ngữ giữa đường, không có người trực. Nhiều tuyến hẻm giăng dây và rào chắn giữ vùng xanh cũng vẫn để nguyên, chưa tạo thuận lợi cho người dân di chuyển. Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết, các chốt kiểm soát vẫn giữ để kiểm soát người ở khu vực, còn thực hiện chỉ thị 16 đi vào địa bàn. Với những chốt không còn người trực, không đảm bảo mỹ quan, gây cản trở giao thông, ông Bình cho biết là sẽ cho lực lượng kiểm tra lại. Cũng theo ông Bình, đối với các hàng quán ăn uống, quận khuyến khích người dân bán mang về. Trong thời gian này, quận vẫn có lực lượng đi nhắc nhở để người dân thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Thông tin tiếp theo liên quan đến các tỉnh miền Tây. Thì đầu tiên, đó là Đồng Tháp. Trong ngày 25 tháng 9, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp
cho biết tỉnh ghi nhận 6 ca dương tính, trong đó 4 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 46 bệnh nhân xuất viện và không có ca tử vong trong ngày. Đến nay, Đồng Tháp có 8.251 ca dương tính, trong đó 7.445 ca khỏi bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh này cơ bản hoàn thành công tác tiêm vaccine đợt 12 và 13. Tính đến hôm nay, tỉnh đã tổ chức tiêm được 422.291 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 326.369 liều, đạt 27,63% dân số, tiêm mũi 2 là 95.922 liều, đạt 8,12% dân số. Tiếp theo là trên địa bàn Vĩnh Long. Vĩnh Long hôm nay phát hiện 3 trường hợp nghi nhiễm là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tập trung. Tính từ 9 tháng 7 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 2.143 ca, số ca điều trị khỏi là 2.130. Tại Trà Vinh thì chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 đã được cách ly tập trung. Tại Bến Tre, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới. Trong số này có 9 ca ở thành phố Bến Tre có liên quan đến ổ dịch đám tang phường 4, 1 ca ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri và 2 ca ngoài tỉnh. Ngoài ra trong ngày có 2 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn địa bàn Bến Tre là 1.885 người, trong đó 1.759 ca xuất viện, 51 ca tử vong, số trường hợp đang điều trị là 73. Tại Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn Tiền Giang ghi nhận 81 ca F0 mới, giảm 31 ca so với ngày 24 tháng 9, nâng tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 13.724 ca. Trong số 81 F0 mới trong ngày 25 tháng 9 thì có 57 ca phát hiện trong khu cách ly, 15 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca sàng lọc tại cơ sở y tế và 8 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng tại huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho. Hiện toàn tỉnh Tiền Giang đang cách ly tập trung là 1.255 F1 và 1.127 F1 cách ly tại nhà. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay, 26 tháng 9 năm 2021. Và cuối video là văn bản về thông cáo báo chí các địa điểm nguy cơ COVID-19 có liên quan. Cô chú anh chị nào muốn xem rõ hơn thì có thể xem thêm. Và hai văn bản là của ngày 24 và ngày 25 tháng 9 thì cả nhà có thể xem thêm ha. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!